The licenses for the Echo Miss Echo International. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Trọng Hiếu là tổng giám đốc của công ty truyền thông giải trí Trái Đất, phó trưởng ban tổ chức sẽ lên nhận bản quyền từ tổ chức Hoa hậu sinh thái du lịch quốc tế. Mr. Trần Trọng Hiếu, please proceed to the stage to receive the license. Shana Mahesh Jagashi cùng với Angelia Gabrielaon. Xin mời các vị vui lòng lên sân khấu để nhận hoa từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời. We would like to welcome on stage Mr. Alex Liu and Namshi Anu, Dr. Aman Drex, Shana Mahesh Jagashi, Sarasto Janovic, and Angelina Gabrielaon on the stage to receive the flowers from the organizer. Xin được trân trọng kính mời bà Mỹ Dung, ông Trần Trọng Hiếu sẽ đại diện cho ban tổ chức của Hoa Khôi Du lịch Việt Nam năm 2017 đến sân khấu tặng hoa cho những vị khách mời đặc biệt đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi họp báo hôm nay. Cũng như là những vị đại diện cho các tổ chức sắc đẹp toàn cầu đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay, và chúng ta sẽ dành cho họ một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của các vị trong buổi họp báo.
Please give your hands together for our very distinguished guest. Chúng thân thiện, giống như là Anu có mặt ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy một nụ cười rất là xinh. Đòi hỏi của cuộc thi thì hơi nhiều. Và sau tất cả những vòng thi phụ thì đêm chung kết sau phần mở màn, chúng tôi sẽ sau tiết mục mở màn thì chúng tôi sẽ lựa chọn 16 thí sinh trình diễn trang phục áo tắm. Mà năm nay thì thương hiệu Corey Couture với nhà thiết kế Ngọc Anh đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại Anh Quốc. Cô đã thiết kế 16 bộ áo tắm cho top 16 của cuộc thi. Rất là đặc biệt bởi vì đây là những bộ áo tắm không chỉ khoe những đường nét trên cơ thể mà đòi hỏi thí sinh phải có khả năng trình diễn, giao lưu tương tác với khán giả. Cho nên là những thí sinh tham gia cuộc thi thì cũng sẽ phải chuẩn bị điều này. Bên cạnh đó, Việt Nam năm 2017 và công ty cổ phần truyền thông giải trí Trái Đất cũng là đơn vị nhận được bản quyền khai thác ba cuộc thi quốc tế tại Việt Nam, và chúng tôi cũng xin lần lượt giới thiệu đó là Hoa hậu du lịch thế giới Miss Tourism World, Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế Miss Eco International và Nữ hoàng du lịch quốc tế Miss Tourism Queen International. Và như vậy là những gương mặt nào đạt các giải cao nhất, đó là Hoa Khôi Á Khôi 1 và Á Khôi 2 của Hoa Khôi Du lịch Việt Nam năm 2017 sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cả 3 cuộc thi này. Và một lần nữa chúng tôi xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị đến với buổi họp báo hôm nay. Ladies and gentlemen, vương miện sẽ vinh dự được trao tặng cho những chủ nhân của nó, đó chính là Hoa Khôi Á Khôi 1 và Á Khôi 2 của cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Việt Nam năm 2017. Và xin mời bộ phận lễ tân sẽ ra mắt ba chiếc vương miện sẽ dành cho ba danh hiệu cao nhất của Hoa Khôi Du lịch Việt Nam năm 2017. We would like to present to you the crowns, and we are going to grant to Miss Tourism World Vietnam 2017. Và vương miện dành cho Hoa Khôi Du lịch Việt Nam năm 2017 của nhà thiết kế Chawadit Chamwon là thương hiệu Gold Diamond của Thái Lan và sẽ được quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2017-2018. Và phương miện dành cho Á Khôi 1 là phương miện của nhà thiết kế Chawadit Chamwon, cũng là thương hiệu Gold Diamond của Thái Lan và sẽ được quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2017. And we are going to grant to Miss Tourism